Thưa quý vị, thu hẹp vùng đỏ và vàng, bảo vệ và nhân rộng vùng xanh là mục tiêu mà các địa phương đang tập trung triển khai nhằm sớm kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, xanh hóa từng khu dân cư, tổ dân phố. Thành phố Đà Nẵng hiện có 14 xã phường, 4 quận huyện không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, gồm Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1 thuộc quận Hải Châu, Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Mừng Thái, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc, Phước Mỹ, quận Sơn Trà và Hòa Quý, quận Hoành Sơn. Để giữ vững thành quả phòng chống dịch, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng ta bắt đầu thực hiện cái quyết định 2905. Thì thành phố đã đưa ra những cái nội dung rất cụ thể, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện làm sao á thì tăng cường được cái sự quản lý con người để không có sự lây lan. Cái thứ hai là đối với những cái vùng xanh á thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái chốt chặn, những cái điểm tụ COVID cộng đồng. Hiện đối với các vùng đỏ, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phong tỏa triệt để, thực hiện giãn dân nếu cần thiết và thực hiện thường xuyên việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực. Những cái vùng nguy cơ rất cao, những vùng đỏ đó, là chúng tôi cho xét nghiệm liên tục, cứ 3 ngày một lần và làm đại diện, không làm đại diện hộ gia đình nữa mà chúng tôi xét nghiệm 100% dân để từ đó chúng ta bóc tách các cái F0 ở trong cộng đồng nếu có phát hiện để mình xử lý kịp thời. Đối với các vùng vàng, ngành y tế thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình với tần suất 7 ngày một lần. Đối với vùng xanh, lấy mẫu xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình với tần suất 7 ngày một lần. Hiện nhiều nguồn lây vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xét nghiệm tầm soát để bóc tách F0 còn lại trong cộng đồng.